Xin chào các bác, chào mừng các bác trở lại với kênh Hà Đồng Đồng. Có một điều chắc chắn rằng các bác đã quá quen thuộc với hình ảnh đôi hạt châu, bởi hạt châu là một biểu tượng thường xuất hiện trong không gian thờ tự thiêng liêng. Ngày nay thì đôi hạt thờ với hình tượng hạt gạo sen đứng trên lưng rùa được sử dụng rộng rãi trong văn hóa tâm linh của người Việt, đặc biệt là trong các đền đình và nhà thờ. Trong không gian thờ thì đôi hạt châu thường được đặt ở các vị trí cực kỳ quan trọng như ở ngoài cổng, hai bên ban thờ hay là trực tiếp trên ban thờ. Hình ảnh của hạt ngọc sen đứng trên lưng rùa thì được xem là biểu tượng phong thủy, mang lại nhiều ý nghĩa khi an vị trong không gian thờ tự. Và các bác hãy đồng hành cùng em trong video ngày hôm nay để cùng nghiên cứu xem hình tượng này có ý nghĩa đặc biệt như thế nào. Đôi hạt châu thì thường bao gồm một chú hạt có bờm cao, miệng ngậm một cành hoa và đứng trên mai của chú rùa. Từ xa xưa, hạt và rùa đã được hiện diện trong đình chùa, nhà thờ với quan niệm ở đâu có hạt, ở đó có tiên, ở đâu có rùa, ở đó có sự trường tồn. Sự kết hợp giữa hạt và rùa đã tạo nên một biểu tượng thọ độ thọ, là hiện thân của sự trường tồn và sung túc. Chắc chắn các bác đã biết rằng rùa thì thường xuất hiện với hình ảnh chậm chạp mà bền bỉ, sống ở trên mặt đất, là biểu tượng của sự trường thọ, trong khi chim hạt lại xuất hiện với hình ảnh cổ cao, chân dài cùng sải cánh rộng trên bầu trời, là biểu tượng của sự cao quý. Vậy nên khi đặt hạt đứng trên lưng rùa thành một cặp thì đây là hình ảnh hình tượng hóa về sự hài hòa của trời đất, hai cái cực âm và dương, mang lại sự kiên trì và bền bỉ trong cuộc sống. Và từ nhỏ thì em đã được ông bà kể chuyện lại rằng rùa và hạt vốn là một đôi bạn rất là thân nhau. Khi mà trời mưa thì hạt thì không thể sống ở dưới nước, nên rùa đã giúp hạt vượt qua những vùng nước ngập úng đến nơi khô ráo. Ngược lại, khi trời hạn hán thì hạt đã giúp rùa lên những vùng có nước. Hình ảnh hạt và rùa tương trợ lẫn nhau thì sẽ là hình ảnh thể hiện ý nghĩa của việc duy trì sự đoàn kết, hòa thuận giữa tất cả mọi người trong cuộc sống. Có đoàn kết, có hòa thuận thì mới xây dựng được cuộc sống hạnh phúc và trường tồn. Và như vậy, trong video ngày hôm nay thì em và các bác đã khám phá ra được ít nhất 3 ý nghĩa của đôi hạt ngọc sen đứng trên lưng rùa, một trong 3 vật phẩm cơ bản nhất của bộ ngũ sự trên thị trường ngày nay. Và nếu như các bác đang còn ý nghĩa cao đẹp nào của hình tượng đôi hạt ngọc sen đứng trên lưng rùa này thì các bác hãy để lại ở lượt bình luận nào. Và các bác đang muốn tìm hiểu và giao lưu cái đồ thờ cúng bằng đồng thì các bác hoàn toàn có thể liên hệ em qua hotline 0868 355 286, Zalo 0836 173 950. Em rất vui khi mà sẽ được cùng với các bác bàn luận, giao lưu về những cái kiến thức xung quanh đồ đồng mỹ nghệ. Và em xin phép được dừng video ngày hôm nay tại đây. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau ạ.